Xin chào với bà con, em là Nhi. Thì hôm nay em xin thực hiện một cái bài kiểm tra để cho bà con xem được cái độ hòa tan của các loại hun mít. Thì hiện tại thì em có 3 loại hun mít trên thị trường, thì em chỉ lấy ngẫu nhiên 3 loại như thế này thôi. Thì bây giờ em xin giới thiệu lại sơ lược lại về cái phần hun mít nha bà con. Thì axit hun mít là gì? Axit hun mít chính là những cái hợp chất hữu cơ có trong những cái sát bã thực vật mà đã được vùi lấp từ rất nhiều năm trong lòng đất. Thì bây giờ được nhà sản xuất người ta khai thác và để ứng dụng trong nông nghiệp á, với những cái công dụng như là kích thích rễ của cây nó phát triển nè. Tại vì nó sẽ kích thích những cái chất điều hòa sinh trưởng như là auxin để kích thích rễ mình hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn, hút mạnh hơn và giúp cho cây nó vung trời vung đỏ bà con. Với lại là nó sẽ giúp cho cây của mình trao đổi chất được thuận tiện hơn nữa nè. Thì với những cái công dụng như thế thì hôm nay em xin giới thiệu tới quý bà con ba cái loại hun mít như thế này. Cái loại thứ nhất này thì em mua trên thị trường với giá khá là thấp. Còn cái loại thứ hai này thì em mua với giá trung bình. Còn cái loại hiện tại đây là hun mít của Demon Rau á. Thì hiện tại cái công ty em đang bán cái loại hun mít này. Thì bây giờ em sẽ test cái tính chất vật lý của nó cho bà con xem nha. Đây, cái loại này thì nó là một cái dạng như là nó khá là xốp và nó có cái kết cấu là hạt, nó không có được mịn nhiều và nó cũng có cái độ lấp lánh tương đối. Còn cái loại thứ hai này thì ở ngoài không biết là trong video bà con có thể thấy rõ hay không, nhưng mà nó sẽ có một cái phần ánh kim, thì tay nó mịn và nó có ánh kim. Còn cái loại hun mít của công ty em thì nó là dạng bột rất là mịn và nó không có ánh kim nha bà con. Thì em sẽ thực hiện cho nó vun nước cho bà con xem cái độ hòa tan của nó như thế nào nha. Đầu tiên cái này là hun mít dạng có cái dạng hạt xíu. Em sẽ cho một lượng nhỏ thôi để bà con thấy được cái độ chìm của nó. Bà con có thể thấy nó là dạng hạt nên cái tốc độ chìm của nó rất là nhanh. Với lại là nó chìm xuống đáy xong rồi nó mới tan ra. Chứ trong quá trình này thì nó có cái độ nặng do nó là dạng hạt á. Xong rồi từ từ nó mới nổi trở ngược lên. Thì cái dạng này nó cũng có cái màu nâu mà thiên về đen nhiều hơn nha bà con. Tiếp theo đó là một cái dạng bột thứ hai có ánh kim lấp lánh, em sẽ test cho bà con thử. Với một cái lượng nhỏ thôi mình sẽ thấy được cái độ tan của nó dễ hơn. Ở đây thì với một cái dạng hạt mịn như thế này thì nó tốc độ chìm của nó thì nó hơi chậm hơn so với cái dạng hạt, với lại là nó tan nhanh hơn. Mà cái này nó cũng thiên về màu đen rất là nhiều á. Bà con có thể thấy là nó đã tan hết rồi nè. Tốc độ tan của nó nhanh hơn cái loại số 1. Rồi bây giờ đến cái loại số 3. Đây. Đây bà con có thể thấy là đầu tiên em rải thì nó sẽ lan ra trên bề mặt trước, xong rồi nó mới tan từ từ từ, nó tan rất là chậm luôn á bà con. Và đặc biệt đây là cái loại em thấy là khi mà nó rơi tới đâu á thì nó sẽ tan trực tiếp tới đó luôn, chứ nó không có chìm xuống tới dưới đáy. Bà con có thể thấy tốc độ tan của nó là rất là chậm và tan rất là đều. Màu nó cũng là thiên về màu nâu nhiều hơn á. Bây giờ nó đã tan xuống tới đáy rồi nè. Thì bình thường á, mình sử dụng hun mít á thì mình cần cho nó có cái độ hòa tan cao và nó không có lắng cặn. Thì khi mà bà con sử dụng á, nó sẽ thứ nhất là khi mà mình đổ vô mình pha, thì nếu mà cái độ tan của nó tốt á, thì khi mình xịt ra cây nó sẽ hấp thụ được tốt hơn. Cái độ mịn của nó liên quan tới cái độ hút chất dinh dưỡng của cây. Thì khi mà cây tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng này thì nó sẽ nhanh hơn nè, nó sẽ hiệu quả hơn, triệt để hơn rất là nhiều. Còn cái loại mà hạt như thế này thì bà con có thể ngâm nó qua đêm để sử dụng. Với lại là cái này thì nó thiên về màu đen nhiều hơn, mà axit hun mít thường đúng của nó thì nó phải là có màu nâu nâu á, thì nó sẽ thiên về axit hun mít nhiều hơn là cái loại màu đen. Màu đen thì nó sẽ thiên về than bùn nhiều hơn, nó không có nguyên chất bằng cái loại hun mít mà mịn màu nâu.
Acetamiprid ngoài cung cấp cái chất dinh dưỡng cho cây thì nó còn có một cái lợi thế nữa, đó là cái độ giữ nước của acetamiprid khi mà bổ sung vào trong đất thì sẽ giúp cho đất của mình giữ lại cái độ ẩm được tốt hơn. Thì hôm nay em cũng xin test cho bà con thử về cái độ giữ nước của acetamiprid. Thì ở đây em có một cái thau cát, thì bà con biết đó, cát thì nó có tính chất trơ thì nó sẽ rất là khó để giữ lại cái chất dinh dưỡng, thì em sẽ sử dụng cát để em thử cho bà con xem nha. Ở đây em có hai phần cát bằng nhau, thì em sẽ tiến hành thử cái giữa nước không, nước trắng và cái phần mà đã pha xong hôm ít. Cái này em dùng là 20ml. Cát này nó đang khô bà con, để em tưới nước vào, đổ nước vào. Ở đây thì em xin đổ không ít nha. Bà con có thể thấy là với 20ml nước thì trong cái phần mà 800ml này thì nó đã tan xuống khoảng 60 rồi á, nó sẽ nước nó sẽ di chuyển rất là nhanh. Còn bên đây không ít, bà con có thể thấy với một lượng 20ml giống như phần nước bên đây, nhưng mà hồ mít nó với tính chất là giữ lại được nước cho đất của mình, thì bà con có thể thấy nó chỉ tan được một phần này thôi, nó không có ngấm sâu như cái phần nước trắng này. Để quay một vòng cho bà con xem nha. Đây, đây cái này nó tan, nó ngập xuống tới phần đáy luôn rồi. Xin kiểm nghiệm thêm một lần nữa, đó là khi mà mình đổ ra. Xem cái độ ngấm nước của nó nha. Hay bà con có thể thấy là nó giữ được cái phần nước ở trên rất là nhiều. Thì khi đó nếu mà khi mà mình bón dinh dưỡng vào á, thì đồng thời nó giữ nước và giữ dinh dưỡng ở cái tầng mặt trên, thì khi đó mà rễ của mình nó sẽ hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn, hơn là cái phần mà nước như thế này không á, thì không có bổ sung đất, không có bổ sung humic á, thì nước nó sẽ kéo cái chất dinh dưỡng của mình ngấm sâu vào cái tầng đất ở bên dưới. Thì khi mưa ngập xuống nữa thì nó sẽ kéo cái chất dinh dưỡng của mình xuống dưới mặt đất ngầm luôn bà con. Vừa rồi là em đã thực hiện xong cái phần bài kiểm tra về độ hòa tan của axit humic trong nước và cái khả năng giữ nước của axit humic trong cái tầng đất cát, để bà con xem như thế nào về cái hiệu quả của axit humic. Thì bà con hiện nay bà con thấy là người ta sử dụng rất là nhiều ứng dụng của axit humic đối với cây trồng. Thì với những cái công dụng của axit humic đối với cây trồng như vậy, thì bà con nên cân nhắc cho mình, lựa chọn cho mình cái sản phẩm uy tín trên thị trường. Tại vì hiện nay là trên thị trường có rất là nhiều cái sản phẩm humic với những cái giá tiền khác nhau. Như hồi nãy em đã test cho bà con xem những cái dạng humic từ tầm trung cho tới tầm đắt cho bà con xem. Thì nếu mà bà con quan tâm tới sản phẩm axit humic của công ty Tin Cậy cung cấp, thì bà con có thể theo dõi cái số hotline ở bên dưới để gọi cho bên em đặt hàng nhé. Em cảm ơn quý bà con đã lắng nghe những cái chia sẻ của em từ cái bài kiểm tra vừa rồi. Xin hẹn gặp lại quý bà con.